Sau đây là một truyện ngắn, rất ngắn, của tác giả H.M. Truyện ngắn mang tên Thảo Tím. Xin kính mời bà con cô bác mình cùng nghe. Khai biết Thảo trong dịp đến nhà cậu mợ tú để ăn dẫu bà ngoại. Khi đó Khai đã là một thiếu quý trong binh chủng mũ đen, đơn vị đóng ngoài quản trị. Còn Thảo là bạn của Tâm, em họ khai đang chuẩn bị bài vở để thi vào trường sư phạm tiểu học huế sau vài lần hẹn hò tình yêu đến với hai người thật bình dị khai là mối tình đầu của thảo nên nàng hết sức thương yêu khai bù lại khai dự trù làm đám cưới với thảo trong năm tới những lúc có điều kiện thời gian cho phép khai về thăm nhà hai người quấn quýt bên nhau nhìn rất đẹp đôi thỉnh thoảng họ cùng nhau gặp gỡ tâm và hóa từ nhà ca ở đường cao thắng chạy xe qua quan trung rồi đến bến sông bạch đằng ngồi ghế đá tâm sự tay trong tay khai vẫn thường hai hát bùng lá me bay thế hệ họ sinh ra và lớn lên trong mùa chinh chiến nhất là trong giai đoạn chiến tranh bùng nổ mạnh nên trai thì tòng quân nhập ngũ là phần lớn phái nữ thì đa số làm người yêu của lính thay rồi mặt trận quản trị bùng nổ khai được đơn vị ghi nhận là mất tích thảo quay cuồng nghẹn ngào khóc không thành tiếng cùng lúc thảo nhận giấy báo trúng tuyển nhập học vào trường trong tháng tới ngày theo xe về huế để vào trường sư phạm hiền em khai ôm thảo khóc nức nở với lời dặn dò chỉ ra ngoài nớ nhớ tìm thăm vùng đất nơi có thân xác anh khai nằm xuống thảo đến trường ngoài trường ngày thứ hai chào cờ thảo mặc đồ dài trắng còn lại những ngày trong tuần thảo chỉ mặc một màu tím đậm nhạt không ít giáo sinh nam trong trường đeo đuổi thảo nàng chỉ khẽ lắc đầu trong lớp huê ngồi cùng bàn bên cạnh thảo là bạn thân của thảo và chỉ có Huy mới hiểu và thương cho chuyện lòng của Thảo. Những ngày cuối tuần Thảo hay đến nhà Huy ở lại chơi. Có một lần Thảo cùng Huy ra Mỹ Chánh thăm nơi mà theo lời Tê kể là đơn vị của khai đóng quân ở đó. Trong lá thư cuối cùng Thảo nhận được. Thời gian hai niên học cũng bắt đầu kết thúc, giáo sinh chuẩn bị bài vở giáo án để theo thầy hướng dẫn lên lớp thực tập tiết dạy trong các trường quanh thành phố. Thảo bóc thăm chống môn khoa học thường thức với bài con mèo và động vật tương cận. Mọi người sửng sốt và ngỡ ngàng khi dụng cụ trực quan của Thảo được treo lên bảng đen. Tất cả đều được tô bằng một màu tím. Thầy giáo chấm tiết dạy của Thảo hạng trung bình, thay vì khá bởi màu sắc không sinh động bạn bè tế nhị không tranh góp ý kiến. Rồi buổi họp liên hoan chia tay, bạn bè trở về nhà chờ đợi ngày nhận thư thông báo ra trường. Một chiều hè oi bức, anh Hải, lớp trưởng cũ của Huy đến thăm nhà cùng một em trai trạc 17 tuổi. Anh Hải, với vẻ mặt âu lo, nói với Huy, Đây à, là em trai Thảo từ Đà Nẵng về, tìm đến nhà hắt cho biết Thảo không trở về nhà sau ngày bảy trường. Anh Hải liên lạc được thêm vài người bạn nữa, nhưng không ai biết được Thảo ở đâu. Trời Huê nhận giấy tra dạy ở Mỹ Chánh, nơi chứng kiến nhiều thảm cảnh của đại lộ kinh hoàng trong mùa hè đỏ lửa. Những ngày cuối tuần không vào thăm nhà, Huê cùng các bạn độc thân theo thầy Phú, người địa phương đi thăm các vùng lân cận đặc biệt là nghĩa trang tập thể cho dân quản trị chết dọc đại lộ kinh hoàng thật là bùi ngùi đầu xuân năm 1974 thầy phú dẫn các bạn đi thăm chùa sư nữ về phía tây trường sơn cách đường lộ 20 phút bằng xe honda con đường đất sỏi đá với nhiều ổ gà một vài cảnh đổ nát sau chiến tranh vẫn còn vương lại mọi người vất vả theo đoạn đường nhưng lúc đứng trước cảnh mát mẹ và yên tĩnh của ngôi chùa, khiến mọi người cảm thấy thư thái. Sư cô trụ trì là gì cổ phú, vô chùa từ những ngày còn bé. Có một ni cỡ tuổi H và khoảng 10 em nhỏ lạc mất cha mẹ trong cuộc chiến 1972, được sư cô đem về nuôi dưỡng. Với sự góp sức của ni khi nghe sư cô giới thiệu xong, Ni chắp tay vái chào mọi người. dáng vẻ dịu dàng của Ni khiến mọi người im lặng. Ai cũng chấp tay vái đáp lễ. Lúc đi ngang qua Ni, Huê cảm thấy gần gũi và lòng chật như linh tính một điều gì. Vào chánh điện thấp hơn và cúng dường xong, Huê để ý làn da trắng mịn và ánh mắt hiền từ của Ni với nét mặt thân quen, dù Ni đã xuống tóc mà lòng huê bỗng băng khoăn nghĩ về thảo mọi người đi quanh chùa viếng cảnh đẹp với dàn hoa lan đầy những kỳ hoa dị thảo thầy phú nói nhỏ mọi người sẽ được dùng một bữa cơm chay vào đúng ngọ trong bữa ăn ni nhẹ nhàng tiếp tương trao trao muốn cho thực khách cứ nhìn ni huê lại nghĩ đến thảo bạn học năm nào với làn da trắng mịn nổi bật trong tà áo tím bữa cơm ngon miệng chấm dứt, bạn bè phụ nhau ra giếng rửa chén bát. Huê nén lại nhà bếp, giúp Ni dọn dẹp lau chùi rồi lựa lúc vắng người Huê mạnh dạn hỏi. Có phải Ni là Thảo không? Ni giật mình, hốt hoảng bước lùi lại. Huê tha thiết tiếp lời, nếu đúng Ni là Thảo, thì cho Huê biết để lòng khỏi trăn trở cho một người bạn năm xưa. Ni không cầm được xúc động, nhìn huê gật đầu cả hai người mắt đều ngấn lệ rồi ni vội vàng bước đi ngày vui rồi cũng qua mau lúc ra về hình ảnh thảo đứng trước hiên chùa vái chào mọi người làm huê rơi rớt suốt dọc đường về và huê nghĩ ngợi vùng đất này chắc là nơi có linh hồn của khai ẩn khuất đâu đây tác giả h m câu chuyện ngắn thật ngắn của hm đến đây đã chấm dứt xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe